Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với nội dung tiếp theo trên kênh Thế Hùng Crypto. Nếu như bạn chưa bấm đăng ký kênh thì các bạn hãy bấm đăng ký kênh và chuông để nhận cái dự án kiếm tiền miễn phí cũng như là những video mới nhất ở trên kênh của mình nhé. Các bạn thân mến, thì ở cái video buổi chiều ngày hôm nay thì mình lại tiếp tục làm cái video chia sẻ cho các bạn đáp án combo ba cái thẻ dự án Rocky Rabbit cũng như là thẻ phục sinh cũng như là mã ví để mà chúng ta nhận về cái tổng phần thưởng là 5,5 triệu điểm point ở mỗi một ngày, và ngày hôm nay là ngày 13 tháng 8 năm 2024 các bạn nhé. Đầu tiên thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là sắp xếp cái mã ví để chúng ta nhận về 2,5 triệu điểm point trước. Thì cái mã ví này thì chúng ta chỉ cần sắp xếp đúng với cái mã ví theo đúng cái đáp án là chúng ta sẽ nhận được phần thưởng. Thì ở đây thì mình sẽ sắp xếp, thì các bạn cứ sắp xếp theo như mình là các bạn sẽ nhận được phần thưởng các bạn nhé. Ok, thì bây giờ thì mình sẽ sắp xếp này. Đây là cái mã thứ hai nhé, và mình sẽ là sắp xếp tiếp đến cái mã thứ ba, mã thứ tư này. Đây, mã thứ tư thì các bạn cứ để nguyên này. Đây, số 5 là chúng ta sẽ chuyển này, số 6 này. Mình cũng không giỏi về tiếng Anh nên là mình không đọc được cái tên này. Đây, số 7 này. Thì các bạn cứ sắp xếp theo như mình. Rồi số 8 này. Tiếp đến là 9 Pager. Đây, chúng ta sẽ chuyển cái này lên này. Số 10 là Tab này, 11 là Pager này. Azela. Azia để nguyên này. Rồi. Thì các bạn cứ sắp xếp thứ tự từ 1 đến 12 như trong hình này nhé. Đây là đáp án chính xác, mình sẽ nhấn xác thực. Ok, như vậy chính xác chúng ta đã nhận về 2,5 triệu điểm point của ngày hôm nay rồi. Và chúng ta sẽ làm cái nhiệm vụ tiếp theo, đó là chúng ta sẽ đi tìm combo ba cái thẻ bí ẩn của ngày hôm nay để chúng ta nhận về 2 triệu điểm point nữa các bạn nhé. Rồi, thẻ đầu tiên của chúng ta ngày hôm nay thì sẽ nằm ở cái mục chiến binh và là cái mục mạo hiểm các bạn nhé. Các bạn chọn cho mình cái mục mạo hiểm này. Đây, mình sẽ khoanh vùng để cho các bạn biết này. Cột chiến binh mục là mục mạo hiểm nhé. Rồi, chúng ta sẽ đi tìm cái thẻ ngày hôm nay. Những cái thẻ này thì các bạn nâng cấp lên để chúng ta này kiếm lợi nhuận nhé. Đây, mình lười nâng cấp thì mình đang ở vẫn là ở cái level 1. Rồi, cái thẻ của chúng ta đầu tiên sẽ là ở cái thẻ là ở cái mục kinh doanh và thẻ tổ chức sự kiện thể dục có thương hiệu. Đây, nó sẽ là chính là cái thẻ này này. Đó, thì các bạn nhấn vào đây. Chúng ta kích vào cái mục này, chúng ta chọn thẻ này này. Đó, như vậy là chúng ta đã chọn được một thẻ rồi nhé. Chúng ta sẽ đi tìm cái thẻ thứ hai. Thẻ thứ hai chúng ta sẽ nằm ở mục huấn luyện này và là ở mục nâng cấp nhé. Đây này, cột là cột huấn luyện viên, mục là mục nâng cấp này. Rồi chúng ta sẽ đi tìm. Đây, nó sẽ là cái thẻ động lực và hỗ trợ các bạn nhé. Nó là chính là cái thẻ này. Rồi chúng ta sẽ chọn đây. Động lực và hỗ trợ này, các bạn chọn cho mình cái thẻ này. Ok, như vậy là chúng ta đã chọn được hai cái thẻ rồi, chúng ta sẽ còn một thẻ nữa. Chúng ta đi tìm cái thẻ còn lại nhé. Thẻ còn lại cũng sẽ nằm ở cái cột này. Tuy nhiên thì nó sẽ nằm ở cái mục Clam. Đây, cột là cột huấn luyện viên và mục là mục Clam yêu cầu nhé. Đấy, những cái thẻ này mà các bạn mà chưa thu hoạch thì chúng ta thu hoạch này. Đó, ở đây là mình vẫn chưa thu hoạch cái thẻ này. Đó, mình sẽ đi tìm thẻ trước, sau đó thì mình sẽ quay lại mình thu hoạch. Đây. Đây, nó chính là cái thẻ này các bạn nhé. Đây này, nó nằm ở cái mục giám sát và đánh giá. Thì các bạn chọn cho mình cái thẻ này. Đây, các bạn chấm vào đây. Đó, như vậy là chúng ta đã chọn được ba thẻ này. Mình sẽ check thử xem là ba thẻ này có chính xác hay không nhé. Ok, như vậy là ba cái thẻ này chính xác, chúng ta đã nhận về 2 triệu điểm point, và hai cái nhiệm vụ vừa rồi chúng ta đã nhận về thì là 2,5 triệu điểm point. Và còn một cái nhiệm vụ nữa, đó là cái nhiệm vụ chúng ta sẽ tìm cái quả trứng phục sinh. Ở đây là chúng ta sẽ có ba cái quả trứng phục sinh chúng ta cần phải tìm để chúng ta nhận về 1 triệu điểm point. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm. Thẻ đầu tiên bao giờ cũng sẽ nằm ở trong cái mục mỏ này và cái mục nâng cấp, và các bạn chọn cho mình cái mục yêu cầu. Các bạn chọn cho mình cái thẻ này. Đây, các bạn bấm vào đây. Đó, như vậy là chúng ta đã tìm được một thẻ rồi. Và chúng ta sẽ đi tìm cái thẻ còn lại nhé.
thẻ còn lại của chúng ta hôm nay sẽ nằm ở đâu? À, thẻ của chúng ta, thẻ thứ hai của chúng ta sẽ nằm ở cái phần mà setting này. Chúng ta sẽ chọn vào đây. Đó, các bạn chọn vào đây thì các bạn đổi quốc gia. Thì các bạn sẽ thấy được rằng là nó giấu ở đây một cái thẻ này. Giấu ở đây một cái thẻ này các bạn. Đó, các bạn chấm nhấm vào đây. Đó, như vậy là chúng ta đã tìm được hai cái thẻ rồi. Chúng ta sẽ còn một cái thẻ cuối cùng để chúng ta nhận thêm cái phần thưởng nhé. Rồi mình sẽ đi tìm thêm một cái thẻ nữa. Chúng ta sẽ chọn cái mục huấn luyện viên, chúng ta chọn mục yêu cầu. À, xin lỗi các bạn, những cái này không. À, các bạn sẽ chọn cho mình cái mục chiến binh và là cái mục mạo hiểm nhé. Các bạn chọn cho mình cột chiến binh, mục là mục mạo hiểm này. Đó, các bạn sẽ kéo lên chúng ta tìm cái thẻ kế quả trứng phục sinh cuối cùng. Đây, xuất bản sách. Xuất bản sách này thì các bạn để ý ở đây này, nó sẽ có cái mục có cái hình thẻ bài đây này, các bạn bấm vào. Đó, như vậy là chúng ta đã chọn được ba cái thẻ của ngày hôm nay và chúng ta nhận về 1 triệu điểm point, nó hiện lên chữ claim là chúng ta đã chọn đúng rồi nhé. Các bạn chọn claim cho mình này. Rồi, như vậy là mình đã giải được là ba cái nhiệm vụ, chúng ta nhận về 5,5 triệu điểm point. Đó. Đây các bạn. Mình đã nhận được về cái phần thưởng và số dư đã được cộng lên rồi các bạn nhé. Và ở đây nó còn một cái nhiệm vụ nữa, nó là nhiệm vụ follow cheater. Các bạn follow cheater cho mình. Sau đó thì các bạn nhấn kiểm tra. Đó, như vậy là chúng ta nhận phần thưởng luôn. Như vậy là hết cái nhiệm vụ. Và ở đây nó còn một cái nhiệm vụ nữa các bạn để ý ơi. Nhiệm vụ về nội dung người sáng tạo á, thì các bạn có thể copy cái nội dung làm kênh YouTube hay là làm về mạng xã hội. Chúng ta sẽ chia sẻ cái bài nói về dự án. Sau đó thì chúng ta sẽ gắn cái hashtag này vào. Đó, thì các bạn sẽ chờ nó phê duyệt rồi chúng ta sẽ nhận được cái phần thưởng nhé. Nhận được phần thưởng từ cái dự án này. Ở đây là cái phần thưởng khá là cao. Thì các bạn chú ý chúng ta làm. Rồi, như vậy là mình đã hướng dẫn cho các bạn toàn bộ những cái nhiệm vụ của ngày hôm nay để chúng ta nhận về 5,5 triệu điểm Rocky Rabbit ngày 13 tháng 8 năm 2024. Và hẹn ngày ngày mai thì mình sẽ lại tiếp tục làm video chia sẻ cho các bạn về các cái đáp án của các cái nhiệm vụ để chúng ta nhận thêm 5,5 triệu điểm point của ngày mai nhé. Ok, video này thì mình xin kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình.